Chippy ơi, tối nay thích ăn cơm hay ăn gì nhỉ? Ăn cơm gì? Ăn cơm. Ăn gì á? Ăn mì tôm. À, được, thế mình nấu mì tôm hai chị em ăn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ nấu mì tôm cho bạn Chippy ăn nha. Ở đây mình sẽ có trứng này, xúc xích này. Mình cùng đổ vào nồi nha. Nước đang sôi rồi đó. Đây là mì tôm. Chúng ta sẽ thả vào. Các bạn có thấy ngon không? Hấp dẫn không nào? Ừ, nấu cho baby ăn mì tôm nha. Mình thích không? Mình thích ăn mì tôm không? Ok, bây giờ mẹ sẽ nấu cho baby nha. Và Chip ăn mì tôm nha. Mình có xúc xích và trứng này. Rồi, đây, mì tôm mẹ nấu xong rồi, ngon quá. Bây giờ hai chị em ăn cùng nhau nha. Hai chị em ăn chung một bát nhá. Ăn chung với tình cảm đi. Rồi, bây giờ mẹ sẽ cắt ra hai bát con này, chia cho hai chị em ăn nha. Bát của mình. Đây là bát của Chip đúng không? Có cả trứng này. Rồi, bây giờ mẹ sẽ cắt ra hai chị em ăn nha. Từ à, chứ bón cho em nào. À, ôi đúng rồi, ngon quá nhỉ. Ngon không mình? Mình ơi, ăn ngon nào. Chip ơi, ba của Chip nhiều xúc xích thế nhỉ. Đó, ăn ngoan ăn tài như Chip baby nha. Baby ơi, ăn đi xem nào. Ngon không? Ngon không con? Ngon không hai đứa? Ngon. À, ngon, à mẹ không hỏi mình à. Thế mình ăn đi nào, mình ăn tài mình xem nào. À, ôi đúng rồi, mồm to ăn tài quá. Mình ơi, mẹ nấu ngon không nhỉ? Ừ. Đây nha, thế là cuối cùng là mẹ chia bát mì tôm ra cho hai chị em đều nhau luôn. Thế là hai chị em không phải tranh nhau luôn nhỉ? Đúng rồi, ăn hết mẹ lại cắt nhá. Đấy, cái bát này của ai? Thế bây giờ bát này mình lấy à? Bát đấy của ai? Em vẫn còn đầy ở bát mà. Bây giờ đúng rồi, ăn hết ở bát rồi mình lại cắt tiếp ở bát loa to này cho hai chị em ăn tài nha. Hai chị em ăn ngoan nha. Nào ăn tài nào, há mồm to à? Hai chị em ai mồm to hơn nào? À, giỏi quá, hai chị em giỏi quá. Hoàn quá. Đúng rồi, ngon, lai lai lai, đúng rồi. Thế thôi bây giờ bye bye các bạn nha, để Chippy ăn mì tôm nha. Các bạn phải ăn ngoan như Chippy nha. Đúng rồi, tạm biệt các bạn. Các bạn yêu quý Chippy, nhớ like và theo dõi kênh, ủng hộ Chippy nha. Bye bye các bạn nha. Đúng rồi, bón cho Chippy. Tình cảm quá.